Sống trong đời sống, đừng có mà xuyên tạc. Để làm chi em biết không? Để tránh vỡ mộng. Việc buôn dân lên nói chuyện phiếm là chuyện thông thường và diễn ra hàng ngày. Chắc chắn là ai cũng đã từng không phân biệt trai gái bởi vì nói chuyện mà. Không nói chuyện thì bị tự kỷ hoặc là câm à? Việc nói khiến con người tăng khả năng giao tiếp, sự tự tin và đa dạng về cảm xúc. Việc truyền đạt thông tin sẽ làm cho mọi người hiểu biết thêm về sự vật sự việc. Nhưng làm ơn, truyền đạt đúng sự thật hộ cái. Không ai cấm bạn nói, không ai cấm bạn bàn luận về một vấn đề nào đó. Nhưng mà làm ơn, nói đúng câu chuyện và đừng có thêm mắm thêm muối. Em phải biết tin gì chưa? Nhà con B nó mới mở quán trà sữa đấy. Em phải biết tin gì chưa? Con B nó mới mở quán trà sữa với cả nó làm thêm cả shipper đấy. Em phải biết tin gì chưa? Con B nó mới mở quán trà sữa xong rồi nó còn làm thêm cả shipper. Hôm qua tao vừa thấy nó ship một cốc trà sữa sang cho nhà thằng D đấy. Em phải biết tin gì chưa? Con B nó mới mở quán trà sữa, nó còn làm thêm cả shipper. Hôm qua tao thấy nó ship sang cho nhà thằng D một cốc trà sữa, xong rồi thằng D nó nên. Câu chuyện là nhà bạn ý kinh doanh thôi, nhưng mà tự nhiên đẩy luôn sang một cái câu chuyện mới mà nó thôi tự lên mạng tìm hiểu đi. Kiểu hết chuyện để nói rồi thêm mắm thêm muối vào để cho người ta muốn nghe. Xong rồi bữa nhất là cái thể loại mà cấp số nhân cái câu chuyện mà nó khuếch đại cái câu chuyện lên N lần đấy. Mày không biết đâu, tập hôm qua nhá, anh Yoshijin lỡ tay bắn chết một người đấy. Cái gì? Tập hôm qua anh Yoshijin lỡ tay bắn chết hai người đấy mày ạ. Cái gì? Ôi mày ơi, tập hôm qua anh Yoshijin lỡ tay bắn chết 5 người đấy. Cái gì? Ôi mày ơi, tập hôm qua anh Yoshijin lỡ tay bắn chết cả một tiểu đội đấy. Cái gì cơ? Ôi mày ơi, tập hôm qua anh Yoshijin lỡ tay bắn chết cả một sư đoàn mày ạ. Mày ơi, anh Yoshijin đấy là anh nào đấy? Thế mày không xem Hậu Duệ Mặt Trời à? À, cái thằng đấy rồi ôi, ngày trước nó đi nghĩa vụ quân sự cùng tao. Tên thật của nó là gì nhỉ? Nokochin. Đấy, tên thật của nó như thế. Với cả nó đặt nghệ danh là Hậu Duệ Mặt Trời, còn ngày đấy là tao đặt nghệ danh của tao là Thủy Thủ Mặt Trăng. Câu chuyện nó có một thôi, nhưng mà các bạn cấp số nhân nó phải lên là 10 ấy. Mà cũng không phải dừng lại cái số 10 đâu, mà nó phải là cái một cái số mà N nào đó mà còn nói thì là còn nhân. Ok, xuyên tạc nó còn đỡ, nhưng mà có những cái thời loại mà nó phải gọi là bốc phét ấy. Chẳng biết gì về người ta mà cũng túm năm túm ba và ngồi bàn tán. Ê mày nhìn thấy con áo trắng đằng kia không? Ngồi, ui dồi, tao nhìn tao ghét nó thế. Nhìn thoáng qua biết là cái con người giả tạo mắt liếc qua liếc lại thế kia là hay lườm đều người khác. Mày nhìn mày khó chịu không? Nó là một con hớt lẹo kinh khủng luôn, mà nó nói chuyện mồm mép kinh khủng. Nó nói mà nó cưa bao nhiêu đại gia luôn, mày không biết đâu. Con này tử. Ui, chúng mày chả biết gì. Tao nghe đồn nhá là cái con này nó được cái giải gì MC duyên dáng nói năng các kiểu, ngủ với bao nhiêu ông mới được đấy. Mình là mình cực kỳ dị ứng với cái thể loại này. Làm ơn đi, ngồi túm năm tụi ba nói xấu một đứa thì các bạn cao giá được lên à? Tại sao chẳng biết gì về người ta cũng nói? Sao không thử tự đặt mình vào người ta xem bị nói một cách vô căn cứ như thế có khó chịu không? Này, nói thật luôn cho mà biết nhá. Cứ chơi với bọn hay bốc phét ấy thì một ngày bạn cũng sẽ bị bóc phốt mà thôi. Một người chẳng quen biết mà nó còn nói cho như thế, chẳng nhẽ những cái tật xấu của bạn nó không nói với ai? Thế nên hãy suy nghĩ kỹ lại và thức tỉnh đi. Đập tung xiềng xích nó cháy đam mê và thể xác. Làm ơn nghe cho kỹ câu chuyện, nếu nó không có gì hấp dẫn thì cũng đừng có thêm mắm thêm muối vào. Không biết thì phải hỏi, muốn được tôn trọng thì đừng có nhảm nhí. Nhảm nhí? Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho đỡ phải đi nhặt răng. Thực chất mình làm vlog vậy thôi, chứ còn để cấm ai đó bàn tán thì chắc là không thể được. Nhưng có thể nói tốt về nhau được không? Để chúng ta có một xã hội cùng nhau đi lên. Đừng có nói xấu và thêm thắt linh tinh nữa. Bởi vì đến cuối cùng ấy, lợi ích không thuộc về bạn hay là người bị nói xấu đâu, mà lợi ích thuộc về bác sĩ nha khoa đấy. Đừng để vừa bị đau mà lại vừa làm giàu cho người khác. Ok. Hẹn nha.